Rồi, vô. Một, hai, ba. Nấu mắm. Đây là mắm lấy từ nhà bà ngoại đó. Đó. Đây là mực với tôm. Hôm qua còn hả ta? Mới mua. Mới mua. Mới mua. Trời ơi. Qua đúng vô hết rồi. À, đó, cá nè. Cá hú đó. Cá hú đó. Mình ăn thịt thôi. Không ăn mỡ đâu. Trời. Ơ, thả vô. Thả chưa? Thả vô. Đây. Ờ, bỏ mấy cái gì quên rồi. Trái nè. Ớt chả cá. Ớt chả cá rồi với heo quay. Heo quay. Đặc biệt là rau nè. Đó. Đó. Súng nè. Bông súng. Điên điển nè. Rau muống nè, rau quế nè. Với lại rau đắng. Rồi ăn thôi. Vô. Thơm quá Quỳnh. Xìm luôn hết vậy trời. Ủa vui lên. Không. Bé ba công tắc. Bé ba là công tắc nè. Cười. Phải bấm cái công tắc nó mới cười. Ủa đã nha. Vô. Rồi đã, giờ đâu lấy rồi. Anh gì? Đó. Được không? Ai quay vô? Ai ăn tự ăn chứ. Vô đi cho nó thấm chứ. Nó thấm nó mới thực phẩm. Rồi. 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 Chắc con Quỳnh thả con chứ. Mày thả con cua vô hả? Mày thả gì? Tôm à. Cá muống nè. Rồi từ nhiều lắm rồi, từ. Rồi rồi hết chín luôn rồi. Để cái mình chụp hình cái nha, rồi nha. Cho mình chụp hình cái nha. Ờ cho mấy bông điện vô cho đẹp rồi đó. Thôi đó được rồi, để bông điện lại, đừng bỏ xong xanh vô. Rồi ok để rồi đó. Nó nói là bún mắm nó không gì. Mắm kho nó không ăn mà bún mắm nó lại ăn. Dạ yeah, lạ vậy. Thực ra nó cũng lạ thôi mà. Vậy thôi mà điều người ta ăn ăn cơm, còn nó là anh ăn bún. Ăn cơm kỹ mẹ. Rồi thôi, không biết. Không mà đúng thực sự là nhưng mà nếu mà bún cái mắm mà ăn cơm là rau phải làm cái gì là cái mắm phải làm chua cay. Ủa có cà tím không? Có. Ủa đây có chanh không? Chi vậy? Chanh. Đúng rồi, đây có chanh mà. Ăn chanh. Ai ăn chanh đó? Quên. Chua cay. Ai ăn muốn ăn chanh xuống cho chanh. Ờ đúng rồi. Có quyền bà chanh dưới á. Đúng, bấm đúng ngay cái đứa làm biểu. Cái thai vàng của tao ở dưới. Rồi món này phải có chanh chứ. Thiếu chanh rồi. Nói với bộ xuyên lên thiếu quỳnh. Ví dụ kế bên có cái bà. Rồi mày lấy luôn ớt gì quên gì. Ớt bầm á, ớt sa tế đúng rồi đem lên luôn. Trời ơi. Đó. Bà chanh ở dưới tao để trong cái thai vàng. Ở này ăn bắt ớt bầm ngon hơn á. Mà sao tới ăn luôn. Ờ, ăn mực đã không? Sao lá nha, lá gì tím luôn. Lá nha, không? Đó. Một lá. Kệ đi cách ly ăn lẩu. Ba cái đồ tương lá lận đó. Ký nhiều. Ủa này là chín chưa ta? Chín rồi đúng rồi. Ký ngừng rồi. Quay mà không chín. Hả, dữ vậy hả? Một ký 100 mấy ngừng 200 á. Kệ một lá bự vậy nè, bự lắm. Một ký có mấy con à? 2 3 4 3 con à. Rồi. Để kệ mình để đó, mình để chanh mình có ăn gì mình muốn. À, tưởng đem ra 3 ký hết chứ. Trời ơi. Cũng qua ăn cái đống rồi. Ừ. Đó, bây giờ cái đầu bực nó bự hơn qua. Wow. Rồi. Ớt bằm đây nè má ơi, sao rồi có rồi. Dạ, quải mình chanh luôn đi. Rồi lấy chanh đi, lấy cái chó. Rồi cắt luôn. Hai con chó đây hết rồi. Bỏ đi. Nắm nó bỏ đi. Rồi con mày đâu ấm lên heo mình. Cắt. Cái gì lắc lắc hả? Mình dọn rồi, bữa nay mình rửa chén. Nhưng chó ổng con ở đây là không có ẩm này con muốn. Nó chết xuống dưới xuống về luôn. Qua ai dọn là liệu. Em như liệu. Tại. Ừ. Tao với lại tao gom ở đầu. Xong rồi tao đi xuống, tao đi vệ sinh, tao về luôn. Ở đây là dọn hết, sạch sành sanh luôn. Cái đó đúng rồi. Thế vậy mà tí giữa trang. Đảo ha, nhìn lẩu đảo quá trời luôn vậy. Vô. 1, 2, 3, vô. Rồi, quay. Dịch mình chế nhà, chắc cứu không? Ừ. Hỏi ra đường. Có chỗ nào bán cho mày ăn đâu. Ra đường. Con thử đây rồi. Ai? Thử đi miếng cho mày nghe buồn thôi. Rồi. À, hai đứa bé hả? Rồi rồi vô cái gì đó. Nước mắm ớt. Ồ, đã chưa? Để kìa, để qua đây, qua đây mình.
Rồi vô. Xì kim. Xì kim. Xì tên. Mẹ nào mới kéo cái áo rồi mới cầm. Quay video, quay video đó. Ủa cái thằng này lên đó hả? Tụi thằng này đi ngủ rồi chứ. Con cái bà. Ê, thằng đó ở bên đó luôn đi nha, đừng qua đây nha. Có nặng cho vô đây chưa? Chưa. Nặng có nặng vô nồi không? Không có, mỗi người tự chén thôi. Ai thích ăn chua thì bỏ tiền chua. Rồi đó, nó chấm nó ngon hơn. Rồi em rồi, đừng nhiều quá. Rồi, em thích ăn chua cho mấy miếng chanh qua đây. Cái món này nó phải có chua. Đó, đúng rồi. Ừ. Ai ai kìa. Cho con giấy. Ủa đây là con ngủ rồi mà. Tâm. Đẩy vô. Đẩy mạnh vô. Ừ, đẩy mạnh vô rồi. Chó cắn mày nè. Giờ tắt máy lạnh đi. Thôi đẩy đi, đẩy đi. Rồi về đi. Đi qua nè, vô đây qua. Rồi về đi. Vô đây. Vô đây. Điện có nhiêu đâu. Ừ. Tao mở ngoài nó thao điện hơn. Thao điện hơn nữa. Ừ. Mày một lần này ba một cái là thấy rồi. Nó cái ru một cái. Ừ. Ủa sao có con chuột ở đây nữa, con chuột này nữa đó. Tưởng chuột này ở nhà chứ. Rồi thôi đi qua kia đi. Cái gì? Con xin. Chù là con kia. Ê, nó chù. Chù lắm. Con trù nè, đúng rồi, con trù đó. Ê, hai nó dễ thương lắm, kia nó phân chia. Dĩa, bún bên đây dĩa, bún bên kia, nó bút hai dĩa bún bệnh hết luôn. Giờ nó lấy hải sản bên đây hết rồi. Rồi, vô. Đề ba đi. Đề ba đi. Đây, chưa ăn tối hết nha, sau khi đi phát cơm từ thiện. Chào em, anh đói bụng từ chiều. Ủa sao mực bự dữ vậy? Đang mà mực lá mà. Không cắt ra, không cắt ra. Cắt ra đi cho nó ngon. Bỏ đi. Rồi, chưa chín đâu, nhiệt mày cứng lắm. Thôi. Để cho Quỳnh nó ăn đi. Tối này dí nó nha bạn. Quỳnh nó ăn rau thôi. Mẹ gấp chút liền. Rồi. Thôi thôi nha, 7 chén thôi nha. Thôi. Thôi rồi. Ủa chơi tô dữ vậy? Ăn tô vậy nhanh no lắm liệu. Trời ơi. Ăn tô luôn. Ủa thôi rồi. Ủa sao nó vậy? Mệt quá. Chị hai đứa chỉ ngồi thèm kìa. Đây mà cay lắm nó ăn đâu được đúng không Quỳnh? Không thì đâu cay rồi. Không cay hả? Vậy là không được rồi. Tao ngồi ngay cũng ngay trung tâm ngay vòng tròn như mày thôi có sao. Mẹ ơi. Vậy rồi. Chồng đi. Sao à? Ăn gì? Ăn lẩu mắm á. Cá ăn gì? Không có. Không ăn cơm hả? Ăn rồi nè. Thôi. Cái giá cũng xịt cổ que đúng không? Cái lẩu lắc không? Mua giá khác nha. Trời. Giá tốt đồng hoàng đó mày. Mấy cái giá đó mới tốt đó. Mà chấp không à? Mà đều tầm quá. Cái bông điện điểm ngon quá trời. Tươi luôn kìa. Điện điểm sống sống là ngon rồi. À, điện điểm này chắc có lẽ chỉ có dì tỷ ăn thôi. Lên móc ra luôn. Gì vậy? Cá hả? Nước. Có đủ nước không dì tỷ hay chiên vô đây nước dì tỷ? À, còn nồi đủ. Đủ ăn tới 12 giờ khuya luôn. Bỏ đây giờ muốn cái miếng khác bên kia. Nghe là hút đã không? Quá trời. Ăn tôm không con? Nghe hút đã, để hút cho con. Nè, léo. Ủa, Quy đâu? Nó xỉu rồi. Quy mấy Quy đâu rồi? Quy nó xỉu. Bánh Quy hả? À, sao nó kêu mua sô-chu cho đã rồi? Nó xỉu rồi. Chụp quá. Nó nhậu với tụi nó đây rồi kìa. Ủa vậy hả? Ủa nhậu đâu? Chơi lỗi luôn á. À, đó, bông điện điện đi. Vô. À, là hồi trưa nó hối tao anh Kiệt. À, anh Kiệt có nó đi mua sô-chu không? Được tiền. À, hồi trước dài tao đưa rồi chết mẹ rồi tao đưa đúng tiền rồi. Ừ. Hồi trưa nó kêu em đưa tiền á. À. Cái nó hồng chùi má rồi. Rồi ok này. Thôi ăn đi. Đâu biết đâu. Ngon mày ơi nhìn đã quá. Định là mua là tối nay chuyện nhậu đâu em ngồi về nhậu luôn. Ừ. Cái bông nó lấy nước vô. Đây cho mình một chén đi trước khi đổ vô. Ôi cái màu tím của bông súng đã chưa kìa. Đổ vô nguội. À, nguội vô là khỏi ăn luôn đó. Này con kẹp. Dạ. Đó đó. Là lúc đó nó kêu tao đưa tiền. Đưa tiền để cho nó đi mua để nó nhậu. Cái tao nó không. Để Quỳnh mày ăn nhiều quá mình mày làm tao chén đi Quỳnh. Rồi. Làm cho tao chén kìa. Ừ. À. Để em vô cái nồi luôn. Chứ sao mà nuôi là khó rồi. À. À, bún đúng rồi. Để vô đi. Nè. Đây, đây đựng xương.
Đựng xương, xương hả? Để xương cá. Cho cái gì quên rồi. Anh ăn nhiều không? Đam bánh nhà để sẵn rồi. Bánh nhà để sẵn. Còn đó. Trời ơi, nó uống cái nó mời con ra không? Con nó không ăn, bỏ vô nó mời hoài. Ăn bánh không con? Được cái con rồi, ăn bánh không con. Trời ơi, lấy bánh để nó mời con ra mà con nó không ăn, nó mời hoài luôn. Bỏ mực không? Bỏ mực vô. Trời thôi là chú qua bỏ vợ đó. Bỏ vợ nó hết con bánh. À, heo quay. Con vợ thấy chồng làm những cái mùi mùi. Mấy cái bông điện điện với bông súng đó, Quỳnh. Ok, Quỳnh ơi. Này, không cần nhiều thịt đâu. Mực đó cả rồi đó, đúng rồi đó, rồi trời ơi, vô vô Quỳnh ơi, không có không hiểu lắm rồi. Quỳnh qua ăn có một con cua rưỡi nhiêu nè, có ăn đâu đắng không? Đó đó đắng không? Không có đắng con đó, ăn nó núng vô ăn, ăn núng lại rồi là còn thương rau rau đắng một sao hè đó hả? Đúng rồi. Người rau đắng này rau đắng vườn thôi, mà rau đắng bích đâu. Cái bên này có đâu, cái này em mới lấy á. À, đi dạ chưa. Em mới đây là nặng lại, cái cậu đó. Thôi anh ra vậy, ra đắng một số hàng. Nắng. Lúc bây giờ không rồi. Anh Đức, cái gì anh Đức? Hả? Anh Đức, còn thương rồi, lắm bắt đầu. Vô, vô, vô. Vô nè, vô, vô. Rồi, vô nha. Vô. Vô. Vô đi, vô đi. À, cái giáo nè, vô. Vô. Cái giáo đâu, đừng lấy đá đánh vô. Rồi, ok. Rồi, bữa nay món này rất là ngon nha. Mắm đậm đà, không có đậm đà chút xíu càng ngon hơn. Mà có món nào cũng tươi ngon thiệt sự luôn. Tôm, mực. Đấy, bông điện điện nào cũng ngon. Vắt chanh vô ngon. Đủ rồi. Nó đủ cái độ rồi, nhưng mà lát là sắc lại nữa là sẽ ngon lắm á. Thì mình ăn mình có thể chắc lại chứ dạ. Mình, tại vì mình mới vô là vừa ấy. Mà quan trọng là hết 1kg mắm luôn hả? Hết luôn. Ô. Chơi lớn luôn. Chơi lớn luôn. Hết 1kg mắm của bà ngoại luôn. Mắm bà ngoại. Để luôn đi, để bỏ luôn. Cảm ơn mẹ đã tài trợ. Cô mình rất nhiều phải không? Bao nhiêu hùng vô, nước ngon. Trời ơi. Một ký đúng rồi. 1kg mắm đó. À. Không có người, không có người ăn mắm me nữa nha. Món này có người ăn mắm me nữa nha. Đúng rồi. Thôi mình ăn mắm me mình ăn nước mắm chanh. Đó, rồi. Ok, Imru rồi kết thúc video. Cảm ơn mọi người đã xem video. Bữa giờ toàn ăn không? Chưa thì nhịn tối thì ăn. Ớt thôi. Để chứ bộ, chưa ta ăn con chén cơm à. Chưa dặn con chén cơm á. Con đi làm tới giờ này luôn. Hết tô rồi. Mà tỷ ăn của tối hay vui với hợp nhau vậy. Ít thôi, hết tô rồi. Hết tô rồi, hết tô rồi, đó. Thôi. Bắt một máy lên đi. Thủ cho nó mát. Rồi, ok. Xong hơi, mà đụng vô. Yeah. E rồi Quỳnh ơi, mình làm e với nó đi. Ôi, cảm ơn cô Đào Phụng mình luôn. Cảm ơn. Tài trợ một phần nước mắm. Nói lớn nha, lớn nha. Rồi, bà cô Đào Phụng mình cảm ơn cô. Không có đồng. Bảo như tao mày. Bảo như tao. Ông bài trước luôn. Ông bài trước luôn, vô kịch bản luôn. Vô kịch bản. Còn mấy máy, ừ, 1, 2, 3 xong không vô. 1, 2, 3 cảm ơn nha, 1, 2, 3 cảm ơn. Làm lại nè. Ông bài trước luôn, mình. Con này hôm qua nãy chơi hai lần nữa ăn. Mẹ con cũng chơi rất là chân. Đúng. Trời ơi mẹ em hơi bị thật luôn á. Nhìn cái đó hơi bị thật, nhìn cái mặt lại bị thật luôn.